Thẳng vào đâu chí là ai đi nhận là mấy chí thôi.
thế vô tinh rồi. Cô em này muốn đánh ai mà ghét để vô tinh chí đứng chí đánh nó đánh nó ngon ngoài mà cứ thành chiến nó là những cái động viên anh bảo anh để đấy cơ mà. Đấy là anh của chữ Hà chứ. Ờ, chữ nào chữ nhưng mà lấy được. Chú cái pin của chữ Hà tưởng là Hà nhà mình ai làm vậy? Nhà này đấy. Bảo của chữ Hà ngoài tiền của xe của chữ Hà. Bảo nói chuyến bay nó được đến sửa là người tiên. Cắm tung rồi nó còn chết nên mạch. Xem tin nhắn luôn. Em không nói mồm, bây em cho xem tin nhắn luôn. Thế em đã ăn nó về. Lịch sử đồng. Không có lịch sử. Đồng với nữ. Không phải lịch sử. Mình đã ăn rồi nó mình cứ bị thẳng và thật. Ở đây người ta nhắn tin đây này. Người ta bảo với chú là đấy. Sau mà chú mà cảm nhận là người ta sửa là người ta nhắn tin. Nhạt đâu thì thôi người ta mà thôi trò thè. Nhà thứ hai nó u cái bóng chết. Đấu mề cái sạc nó ấy tung hỏng hết. Thế cho nó đốt chết. Không ăn nhanh chất pin là nó hỏng mới dừng có tiên. Vạn. Thế thì pin của chú được 25 nhưng pin của nó được lặng. Thế rồi. Thế đi. Tại 6 giờ. Ừ. Có gì của cháu không thì đúng. Có gì của cháu không là vì này à qua bên tôi đâu à bên đi sao chưa thằng nó vẫn chưa đóng à là chưa tính tổng chưa đóng thôi có họ thời gian mới đóng không thấy là từ hôm nay là đi uống rất vội không cần đi ngang từ hôm trước vẫn đóng là dưới gần xong rồi nếu không nhớ khoảng ba bốn hôm nay vào đóng là xong rồi chưa thì gần là chưa thì 5 lít xong rồi cuối cùng là thành 8 lít chiêu chiêu thế này hết cái là thịt chó thế này anh ơi đấy 6 rưỡi pin nó bị thế đấy anh có đóng pin đều nè anh mới đóng pin mới đó giá rẻ thật mọi người thì thế anh có đóng pin đều pin đâu pin đều ta anh nó là cột quá anh có đóng pin xin này nó phải qua đêm thế đó. Yến. Ừ. Ý à. Tám năm. Phải không có xả nước thì phải tám. Điện muốn thì đến. Yến ơi qua đâu là Yến ơi. Đây xem ơi. Nó kiểm tra thì nó còn sót con nào. Nó nó cuốn đi. Xem ơi. Nếu cuốn sót thì giờ này cháy rồi. Chỗ mà thì mình bật. Hôm nay đi lên trên đấy bún gặp đồng hương
bọn thì kiểu giảm giờ bảy đứa đi bao giờ đi 6-7 thằng vẫn chó đi vào bắt đây nếu không có ấy sau đây sau nửa tiếng tiếng mà không có ấy những thằng chỗ cháu thì chúng ta thấy nó được Thái Nguyên đấy. Tối trong
vì rất là dễ làm bạc em nói thật này mong tới bao nhiêu vụ bạc rồi đấy không dám bạc lý do bây giờ bóc bắt cái gì anh em mới nhận là ví dụ người lớn thì mới cha thì mới nhận những người trồng dầu thì không cho mình cảnh thế này nhỉ trong cái thùng xì bảy tè đặt cho cái một tờ tớ rồi sau ngày cháu một thằng xuống buộc thằng im im mình thì xuống buộc thằng vào đấy treo rồi ngồi lên chưa đừng cứ ngồi được thì được chạy thì thua đi ngồi được rồi trâu còn nặng hơn trâu chó đấy, biết rồi ai sẽ biết thế? Ai sẽ biết cái gì nên chạy lăng? Ôi rồi chiến cho mối bị tổ thôi nhiều nó đi càng lớn thì cho một gói nước cho mì. Cho nhiều nước mà mấy gói mì cơ mà ít đâu. Năm gói. Ăn hết ra được năm gói. Cho ba gói thôi nhưng mà thêm nước mà. Bánh ôi, Nhoan hiện tại Nhoan chìa phổ cho chó đi tiền cực phí của bài. Hiện tại thì Nhoan luôn đi chìa phổ Nhoan như thế. Ta không hiểu nát thế nào mà ngoài. Ừ. Ta không có thì thôi. Ta không có thì khác nhau về dương đường quá nguồn gì nó là gì khác tối thì toàn ở dưới và ở trên không phải khác xong và phải có sữa nên cho bú không thì có gì